Bạn có thường xuyên ngủ ngáy? Bạn có thường buồn ngủ vào ban ngày? Đây là những dấu hiệu cho thấy bạn có thể mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ, một trong những rối loạn giấc ngủ thường gặp. Ngưng thở khi ngủ không được điều trị có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống tinh thần của bạn, dẫn đến bệnh tim mạch, tiểu đường, huyết áp, đột quỵ, gây tai nạn giao thông, bất hòa vợ chồng. Thế nhưng, phần lớn bệnh nhân có hội chứng ngưng thở khi ngủ lại chưa được phát hiện, chẩn đoán và điều trị. Sleepify ra đời với sứ mệnh Healthy Sleep for a Full Life, giấc ngủ khỏe cho cuộc sống trọn vẹn. Tọa lạc tại vị trí số 112-114 đường 32 Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Phòng khám chất lượng cao Sleepify chuyên tư vấn, khám và điều trị các vấn đề về rối loạn giấc ngủ, ngưng thở khi ngủ, bao gồm các dịch vụ đo đa ký giấc ngủ, đo đa ký hô hấp, định chuẩn áp lực CPAP, đo tìm thời giấc ngủ, khả năng thức tỉnh và các kiểm tra giấc ngủ khác. Cùng với đội ngũ y bác sĩ và kỹ thuật viên nhiều năm kinh nghiệm, Sleepify tự hào mang đến những giá trị cao không chỉ trên kết quả điều trị mà còn là sự hài lòng của khách hàng. Với đội ngũ tư vấn viên nhiệt tình, yêu nghề và chuyên môn cao, Sleepify luôn không ngừng nâng cao nghiệp vụ chăm sóc khách hàng để mang đến sự thoải mái nhất trong điều trị. Bởi vì chúng tôi hiểu rằng trên chặng đường này, mỗi khách hàng luôn cần sự đồng hành và thấu hiểu. Định Hướng là đơn vị chẩn đoán chuyên sâu về giấc ngủ. Phòng khám Sleepify chú trọng đầu tư vào nâng cao trình độ chuyên môn, thiết bị máy móc và cơ sở hiện đại, tiện nghi. Tại Sleepify, khách hàng sẽ được trải nghiệm một đêm kiểm tra giấc ngủ thoải mái và thân thiện như ở nhà. Đa ký giấc ngủ và đa ký hô hấp là các xét nghiệm chuyên sâu về giấc ngủ. Đo đa ký giấc ngủ là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán ngưng thở khi ngủ. Trong lúc ngủ, các tín hiệu về điện não, điện mắt, điện cơ, điện tim, tín hiệu về hô hấp và các thông số khác sẽ được ghi lại và phân tích. Đa ký giấc ngủ được sử dụng cho những bệnh nhân có nguy cơ bị ngưng thở khi ngủ và có bệnh nền hoặc các rối loạn giấc ngủ khác. Trong khi đó, đa ký hô hấp sẽ ghi lại các tín hiệu về hô hấp lúc ngủ, giúp việc chẩn đoán dễ dàng hơn cho những bệnh nhân không có bệnh nền nhưng có khả năng cao bị ngưng thở khi ngủ. Từ kết quả đo đa ký giấc ngủ hoặc đa ký hô hấp, bác sĩ điều trị sẽ đánh giá và đưa ra giải pháp điều trị thích hợp. Tại Sleepify, chúng tôi cung cấp các giải pháp điều trị hiệu quả và linh hoạt như định chuẩn áp lực, dùng máy thở CPAP, dụng cụ hỗ trợ lúc ngủ. Giữ vững lòng tin với sứ mệnh cao cả bằng lòng yêu nghề và công nghệ y khoa hiện đại, phòng khám Sleepify tin chắc rằng sẽ là phòng khám hàng đầu đem đến cho khách hàng trải nghiệm tuyệt vời về giấc ngủ. Sleepify, Healthy Sleep for a Full Life, giấc ngủ khỏe cho cuộc sống trọn vẹn.